Tuyết Nha xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho các chương trình của đài IBC TV, trong đó có chương trình tìm hiểu về lĩnh vực địa ốc hàng tuần được phát hình để mang đến cho quý vị một số những thông tin liên quan tới lĩnh vực địa ốc cũng như những list nhà đang có trên thị trường. Ngày hôm nay thì Tuyết Nha sẽ không giới thiệu đến quý vị những cái list nhà nữa, mà thay vào đó sẽ để thời gian của chương trình để mời một chuyên viên về lĩnh vực địa ốc đã hơn 30 năm kinh nghiệm tại Lido Sài Gòn với hơn 15 năm straight forward là number one sale tại Lido Sài Gòn. Đó chính là anh Thomas Đào, là President cũng là Owner và CEO của Superior Real Estate Group. Và quay trở lại với phần 2, chúng ta nói nhiều hơn về cái vấn đề mà giúp đỡ cho những người khán thính giả mà họ quan tâm tới việc mua nhà mà không có chứng minh income này kia, thưa anh, thì không biết là bên văn phòng mình có giúp được hay không? Dạ, thưa được quý vị. Thưa quý vị thấy không? Tiền lời lên cao, chúng ta than nào là vậy. Nhưng mà là ngược lại, quý vị lợi lại 100.000 đồng giá giảm đi so với giờ này năm ngoái, thưa quý vị. Đó chính xác là cái điều ý của ông Federal, ông chính phủ, ông muốn như vậy. Thành ra rằng là, tại vì giờ này năm ngoái chúng ta được rẻ hơn, dành nhau mua 100.000 hơn. Yeah. Bây giờ quý vị cũng bất lợi cho thường, tiền lời cao hơn, nhưng quý vị dưới hơn 100.000. Và thưa quý vị, làm chủ một căn nhà nó có nhiều điểm lợi lắm, thưa quý vị ơi. Vâng, rất là flexible, tức là rất là uyển chuyển, thưa quý vị. Ông cha chúng ta hay nói là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Yeah. Yeah. Ví dụ như bây giờ gia đình quý vị tài chánh rủng rỉnh, vợ đi làm đủ lương, chồng đi làm đủ lương, hai người cộng lại ngon lành, chúng ta ở nguyên một căn nhà hạnh phúc, phải không ạ? Ok. Nhưng có cái điều hay là nếu mà chúng ta tháng nào kẹt tiền, ví dụ vợ mất việc, chồng mất việc chẳng hạn, chúng ta hơi thay căn nhà của mình, nó cho mình có cơ hội ra để qua được những cơn này. Ví dụ quý vị, ví dụ nhà quý vị có 4 phòng, quý vị đã gọi là khéo ăn thì nó có co thì ống, chúng ta có thể ráng cho mướn một phòng. Đúng rồi. Phải không ạ? Tại vì chúng ta đang tình trạng financial kẹt, hoặc cho mướn 2 phòng. Dạ vâng. Một phòng là cũng 800-900 rồi, thưa quý vị. Đúng rồi nha. Yeah. Quý vị mà hai phòng nữa là hết 1.800 rồi, 1.600 rồi, thưa quý vị. Yeah. Và nói câu này quý vị đừng cười, tôi bắt đầu có mấy một số người khách đó, họ hơi kè các, thưa quý vị, họ ngăn cái phòng khách lại đó. Họ không cần phòng khách. Dạ thưa quý vị. Dạ họ ngăn lại thành một phòng, hoặc là nếu mà lớn thì hai phòng luôn. Dạ vâng. Quý vị thấy không? Đó, tức là một lần nữa tôi bắt đầu stress rằng là nếu mà quý vị có tài chính thoải mái, quý vị ở một mình đương nhiên vẫn là tốt đẹp nhất. Và quý vị, nếu mà tình trạng chúng ta hắn kẹt, chúng ta vẫn làm chủ được căn nhà, chúng ta không mất nhà mà cách cho mướn một phòng, hai phòng như tôi bắt đầu vừa trình bày vừa rồi quý vị nữa. Nếu mà cái phòng khách mà quý vị ép một cái tường đó, thưa quý vị, rồi mai mốt quý vị tháo ra đó, không khó, không có tốn nhiều tiền, thưa quý vị. Quý vị biết rằng là nhất là mấy đàn ông có người bạn bè quen biết đi mua gỗ 2x4 của Home Depot về dry wall lợp slab tự lên. Làm luôn đó. Dạ vâng. Hoặc là mình có một hai thằng bạn nó handyman làm luôn, thưa quý vị. Quý vị được 1.800, 2.500, 3.000 tiền rent. Mà nếu mà quý vị có căn nhà thì những cái người mướn phòng đó, tại vì nhà ta đã tương đối parking rộng rãi. Đúng rồi. Mình có thể parking 50 feet, 100 feet, 150 feet, up bên trái, up bên phải, bên kia đường, thưa quý vị. Quý vị thấy rất là flexible. Nếu mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua cái mobile home. Thế mà là không có against quý vị là mobile home, nhưng ta có là so sánh giữa cái sự flexible uyển chuyển nó của căn nhà và mobile home. Mobile home hoặc là townhouse. Townhouse thì parking rất là giới hạn, phải không quý vị? Mobile home 2-3 cái hết rồi, chúng ta khó có cái flexibility đó, thưa quý vị. Vâng, đó là một cách tôi bắt đầu chia sẻ thêm cho quý vị. Và quay trở lại với lại cái vấn đề của một cái vị khán giả là giống như là bây giờ đi làm nhưng mà không có chứng minh được income mà muốn mua nhà, thì liệu họ có thể có những cái chương trình loan mà không chứng minh income hay không? Họ có thể đào thêm mình nhiều hơn. Thưa được quý vị. Bây giờ nhà băng, quý vị thấy không? Nghe nói cái chương trình loan không chứng minh lương mà bị, ủa nhà băng cho mượn cậu thả vậy? Nhà băng không cậu thả. Minimum require 20% down minimum. Tại đó là cái chui rồi, phải không quý vị? Họ nắm cái chui chúng ta rồi, tại nên chúng ta họ không bỏ nhà, tại nên là sẽ không có cái bubble burst như là 2007, 2008.
Tại vì căn nhà trung bình đây 800 ngàn mà chúng ta bỏ ra mồ hôi nước mắt 20% là 160 ngàn rồi. Dạ vâng, nhiều mồ hôi nước mắt lắm, không bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu. Nhất là thông bắt đầu vừa trình bày những cái option vừa rồi nữa. Thật đó quý vị nào mà lương thấp, quý vị đừng ngần ngại gì hết, quý vị gọi cho Thomas Đào. Một lần nữa, cái số điện thoại rất là dễ nhớ cái là 1-800 tiền Tiền lời. lời. Hoặc là quý vị quên, có số điện thoại miễn phí khác nữa. 1-800 tiền lời. Có chương trình Dạ, không cỡ nào cũng qualify luôn. tiền lời hay tiền lời luôn Dạ không? vâng. Dạ. Không qualify không sao, no problem, Dạ. vẫn làm được. À, điều đó cũng tạo ra rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi cho mọi người để Dạ có vâng. thể sở hữu một căn nhà mà mình ưng ý. Dạ vâng. À, có những vị á, em biết giống như là tại vì đi xem nhà mình suy tính rồi mình suy tính quá nhiều rồi mình hút mất cái căn nhà mình thích. Dạ vâng. Rồi sau đó nhiều khi bẵng đi có mấy năm sau á, mình cũng không có kiếm được căn nhà mình ưng. Chính xác luôn, Dạ. rất là nhiều khách hàng như vậy. Dạ. Dạ. Rồi trường hợp mình đi coi với chồng mình là khác, rồi mình đi coi thêm với bạn bè, gia đình, bà con thân quyến này kia lại là khác Nhiều nữa. ý kiến. Dạ, Dạ em cũng bị bên mấy trường hợp như vậy rồi đó vâng, anh. đó Dạ. dạ vâng. Đi vô escrow Dạ rồi rồi vâng. tới cái ngày mà mình hẹn Dạ. inspection á thì bắt đầu gia đình tới và rồi là bắt đầu mỗi người một ý, Dạ. mỗi người một ý. Dạ vâng. Thành thử ra là Chúng cá ta nhân có em nghe bị. câu Việt Nam mình nói cái câu vui lắm, Dạ. lắm thầy thối ma lắm cha con khó lấy chồng mà, tại vì ai cũng ý kiến hết Dạ. quý vị. Nếu mà lấy chồng mà chê, ồ thằng nó vậy, thằng này vậy, nó xấu quá mày, thằng nó riết rồi người ta lỡ mất cái duyên luôn phải không Dạ quý vị. dạ. Rồi ý kiến về căn nhà cũng vậy, bảo đảm ai cũng có ý kiến hết á. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. À, tất nhiên là mình cũng hiểu là mọi người thân cũng muốn muốn tốt cho mình. Dạ vâng. Tuy nhiên á, mình phải suy nghĩ tới là cái cảm nhận của chính mình là cái người ở trong căn nhà và mỗi người mỗi ý. Chưa Dạ chắc là vâng. mình thích màu xanh mà người đó thích màu 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 người đó là thích màu đỏ thì làm sao? Dạ, Dạ, thành chính thử xác. ra là dù sao đi nữa thì khi Dạ. mà quý vị là cái người sẽ chịu trách nhiệm để mà trả cái mortgage, trả cái tiền và quý vị cũng là người sẽ ở trong cái căn nhà đó, enjoy tất cả những cái moment trong cái cuộc sống của quý vị trong căn nhà, cho nên quý vị sẽ là cái người quyết định tối thượng, phải không ạ? Chưa vâng, đúng như Dạ. vậy. Quý vị thấy rằng là cuộc sống nó rất là như tôi nhà nó độc lập. Nước người Mỹ họ rất độc lập luôn thưa quý vị. Họ đi mua nhà họ đâu có hỏi anh, hỏi em, hỏi chú, hỏi bác, hỏi hàng xóm phải không ạ? Họ cứ mua, họ thấy họ đúng cái fit cái need của họ là họ mua. Dạ vâng. Ngoài trừ ra một cái số yếu tố quý vị không thích, ta bắt đầu tôn trọng điều đó. Dạ đúng Ví rồi. dụ như sát freeway, tắc đường nó ồn ào phải không quý vị? Cái đó điều rất là tôn trọng. Còn những cái gì mà Cosmetic trang trí này kia anh cosmetic ha. hoặc là những cái bên này bếp chọi với lại bên nước đại khái như vậy, cái đó quý vị sửa được và cái đó nó không có một cái sự gì Quá nước khó Mỹ khăn. mà khó khăn hết. Dạ vâng, chắc là chúng ta ta bắt đầu có một ông anh rất là giàu luôn thưa quý vị, mà ông ở một căn nhà bao nhiêu là thử đi ra tiệc chẳng hạn như. Vâng, mà ông rất là giàu luôn, ông giàu kinh khủng lắm thưa quý vị, kinh khủng lắm. Chia sẻ với quý vị, nhà của Hiêm đó là thứ nhất cái điểm xấu là đường ở ngoài đi thẳng vô cô đồ sát đâm vô căn nhà, đó là cái điều người ta rất thích. Nhà của Hiêm là như vậy. Cái thứ hai nữa là cầu thang từ trên nhà bước xuống đi Là cái thẳng cửa. ra ngoài cửa Dạ đúng cửa rồi. luôn. Rồi người ta nói rằng là nào sinh một cái sinh bên bếp một bên hai bên chọi nhau, nhà của Hiêm cũng có luôn thưa quý vị. Rồi chưa hết, nhà cô đồ sát mà quý vị. Dạ vâng. Rồi nó méo phải không pizza quý vị, pizza rồi đó Dạ quý vị. dạ dạ đúng rồi đúng Rồi nó rồi. có một cái hãng hãng điện Edison nó chiếm một cái miếng nhỏ đó, nó mất, nó làm đặt Dạ cái dạ dạ. equipment của nó, thành ra nhà của em không có cái shape vuông vức quý Dạ. vị hiểu không, nó bắt đầu ra bằng pizza mất một góc nữa, thành ra lần là bao nhiêu thứ xấu đó. Mà hy giàu lắm thưa quý vị, bây giờ anh em cần cần mượn 1 triệu 2 triệu là hy cho mượn hết thưa quý vị. Dạ cho nên là gọi là thời thế của từng người nó khác nhau anh Dạ thưa vâng. ha. Dạ Thành nhưng mà ra có một số cái điểm nào chúng ta đồng ý là ở gần freeway thì ồ đồng ý. Còn những cái khác nó rất là mơ hồ thưa quý vị. Thành ra chúng ta đừng có để ý quá rồi chúng ta lỡ nhiều cơ hội mua nhà không mua được vì một cái phốt nhỏ nhỏ đó. nó uổng vậy ha. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, và thời lượng vì chương trình cũng có hạn cho nên chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt. Nhưng mà trước khi say goodbye với quý khán giả và khách hàng, anh muốn chia sẻ gì thêm hoặc là muốn có lời gì đến quý vị không ạ? Dạ thưa vâng, một lần nữa ta bắt đầu cũng rất là mong muốn rằng quý vị ráng mua được một căn nhà, ai mà có nhà rồi ráng mua thêm
một căn nữa. Thảo Bá Đào là một bài toán nhỏ nhỏ thôi thưa quý vị. Thảo Bá Đào lần đầu tiên mua căn nhà năm 87 cho cuộc đời của mình ở Garden Grove chỉ có 140 thôi. Lương hồi đó minimum wage thưa quý vị có 3-4 đồng thôi. Thảo Bá Đào tính ngắn thôi. Hồi đó tính ra 25.000 giờ của minimum wage, tính bằng đơn vị minimum wage mua được căn nhà lúc đó rồi. Vâng. Tính là ngược lại bây giờ minimum wage tăng 15 đồng một giờ là thưa quý vị 25.000 giờ mới mua được nửa căn nhà bây giờ thôi. Tức là thưa quý vị, inflation tăng mà nhà cửa tăng gần như gấp đôi của inflation nữa. Thành ra chúc quý vị nên mua một căn nhà thiệt sớm, càng sớm càng tốt. Và quý vị đừng có mua xe mới. Xe mới là mất giá dữ lắm phải không quý vị? Để dành tiền mua nhà trước cái đã, xong rồi dư tiền mua xe mới. Vâng, vâng, mình đặt cái ưu tiên cho nó đúng. Vâng. Xin cảm ơn anh Thomas rất là nhiều bận rộn nhưng mà vẫn để thời gian đến với Đài IBC ngày hôm nay để chia sẻ cho quý khán giả và quý khách hàng nào đang muốn tìm một căn nhà để an cư lạc nghiệp có thêm nhiều cái thông tin hữu ích hơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chị Tuyết Nha. Xin cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.